Rồi sau khi chúng ta đã để đợi một thời gian cho nó ráo rồi thì chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ quậy hồ hơi hơi đặc một chút. Cắt hai bộ khung 60, một bộ khung 2,5 triệu với một khung bàn. Cái bộ 40 này cắt bộ 40 thôi, khỏi khỏi chân đâu. Chúng ta đặt khung mà. Khỏi chân, khỏi cốt, khỏi sắt gì hết á. Chỉ là khung 40 thôi. Với dưới cái quay miệng chơi. Chú sen trọng hả? Không biết nữa kìa. Ủa sen sen gì, sen kiển hả? Mắc không? Nãy nghe nói mày mua mắc đúng không? 300.000 có một chút xíu à? Nãy nguyên mua bọc 300.000 không có gì chứ. Ủa mà chồng chồng hộp nhắn xuất sinh chồng hả? Con không biết mẹ làm sao nữa. Sáng giờ đang ương đó. Sáng giờ đang ương mấy bông kia đó. Tiếp tục bộ lớp thứ hai chúng ta sẽ độ đặc hơn. Các bạn chú ý là phải đổ cho nó giáp dầm nha. Hồ chúng tôi ở đây pha thì 5 thùng B cát, thùng B 21 lít với một bao xi măng. Còn hồ dầu thì chúng ta sẽ làm một bao khác nữa. Thì nó mới xanh gì. Cái này là cái độ già của nó là rất cao à. Dưới mình kèm thêm sắt cũng là nói chung đảm bảo là về chất lượng là ok rồi đấy. Thank you.
Dạ. Con hôm nay không đi công tác ở nhà chồng. Các bạn chú ý là khi mà chúng ta ở nhà làm để chồng kiểu vậy, hoặc là buôn bán thì chúng ta tùy theo mọi người. Thì khuôn chậu đã dày sẵn rồi. Các bạn nếu làm theo tôi thì hồ rất là già, rất là chắc lượng. Còn các bạn để làm để kinh doanh, các bạn có thể làm cắt nhiều hơn một chút xíu cũng được, cũng không có sao. Tại sao các bạn biết là khi mà chúng ta đổ một lốt, chúng ta quay một vòng, chúng ta phải đợi khoảng cái 5 phút để cho nó ráo. Tại vì đối với cái chậu lớn thì về khối lượng nó rất là nặng, nên khi mà làm một lốt quay xong đều hết, chúng ta sẽ chờ cho nó ráo, rút nước vào thì chắc tất cả nó khô, nó sẽ kết dính với nhau, nó tạo nên cái sự liên kết nên không bao giờ sụp. Nên các bạn nhớ cố gắng là mình chờ hơi hơi chậm một chút thì mình nó an toàn. Khi mà nó ráo rồi thì các bạn quay thoải mái vô tư luôn. Cái này thiếu khoảng một thùng B nữa là xong. Cái quậy hồ là thời gian đủ để nó khô. Thank you.
chú ý là khi các bạn làm á thì các bạn nên vệ sinh tất cả các dụng cụ cho nó sạch trước cái đã. Cái thứ hai thì chúng ta kỹ trong vấn đề là sàn hồ, chúng ta sẽ làm hồ dầu thật là sạch, sau đó chúng ta sàn lại với cái lược, xong rồi chúng ta sẽ sàn cát lại. Xong khi chúng ta sàn tất cả hết rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị làm khuôn. Thì làm khuôn cát các bạn nhớ làm cho nó bóng để tạo nên cái miệng cho nó đẹp. Cái thứ hai thì bắt đầu làm thì chúng ta sẽ làm về cái phần miệng, là chúng ta sẽ quay pha hồ dầu, hồ dầu cho nó sạch, mình đổ lốp lên cái vành miệng. Sau đó chúng ta sẽ pha hồ thịt, chúng ta sẽ đổ những phần còn lại. Sau khi đổ một lớp mỏng, chúng ta sẽ hàn sắt và chúng ta để 3 dòng, dòng miệng, dòng bụng của chậu và dòng đít của chậu. Rồi khi mỗi lần chúng ta đổ một lốp xung quanh của một cái chậu thì chúng ta sẽ đợi từ 3 đến 5 phút để nó gái. Chúng ta đổ 3 lớp thì cái chậu đã hoàn tất. Đây là lớp thứ 3, chúng ta sẽ đổ một lớp, pha nó đừng quá đặc, vừa. Chúng ta một tay cầm khuôn, một tay thì chúng ta sẽ dùng bay, chúng ta sẽ quét lên. Thì cái đầu chúng ta quét tới đó thì nó sẽ liền cái chậu. Nhớ là hồ đừng quá khô, cũng đừng quá lỏng. Vừa phải để cho nó bám vào cái chậu. Chúng ta đi qua một vòng thì cái chỗ nào liền thì chúng ta không cần đổ xi măng nữa, thì chỗ nào thiếu chúng ta tiếp tục đổ nữa.
tôi sẽ làm rất chậm để cho các bạn theo dõi. Và khi mà chúng ta làm để sản xuất bán ra thị trường, chúng ta làm chậm gì là một ngày chắc tầm được 2 cái thôi. Chúng ta phải làm nhanh hơn, những thời gian chẳng được nào mà cần cái ngắn thì chúng ta cần cái ngắn. Thời gian cần ngắn là các bạn phải có một người chọn hồ, và bạn là chỉ là người để là quay chậu thôi. Cái này mình vừa làm vừa tự chọn thì nó hơi lâu. Cũng hướng dẫn được rồi cho các bạn theo dõi. Tới giai đoạn này là chúng ta nạo một phần thịt của chậu để tạo cái hở để chúng ta tiếp tục làm hồ dầu. Nếu các bạn không nạo một phần thì các bạn làm hồ dầu nó sẽ không bao giờ bóng. Giai đoạn này là các bạn mới mất thời gian để làm. Thì về những cái lỗ nhỏ này các bạn đừng chú ý nó. Chúng ta thấy cơ bản là một cái chậu thành phẩm thì chúng ta cứ quay đến. Còn những cái lỗ này để chúng ta làm phù dầu để thấm vào, không sao cả. Nếu các bạn chét lại từng lỗ thì rất lâu, để nó cũng như vậy thôi. Trong khi đó chúng ta sẽ cố gắng sẽ làm nạo cho một lớp hồ để tạo nên cái khoảng trống mà chúng ta tiếp tục làm hồ dầu.
bạn có thể hỏi được như vậy là ok rồi. Tiếp tục chúng ta chuẩn bị công tác, công việc là hồi đầu. Chúng ta chú ý là phải rửa cái khuôn cho sạch các bạn. Cái giai đoạn làm hồ dầu rất là cực kỳ khó, muốn bóng muốn đẹp là cái giai đoạn này đấy. Chúng ta hay rửa cho nó sạch, không thôi thì nó có cát bên trong thì không bao giờ mà chậu mình nó bóng được. Khác với cái cách làm của về cái quay chậu cảnh này thì chúng ta làm cái hồ dầu thì nó phải là đặt trước loãng sau, còn hồi nãy quay hồ là loãng trước đặt sau.